nhiều bao năm đời cưới, giờ tình vây kín thương đau khi đời mình nghèo khó mai sau. Để rồi hôm nay sáng xa nhìn người lên kịp xa hoa, ngọc ngồi thương biết riêng ta tìm đâu giây phút mang mà phận nghèo như bao nước trôi đưa con thuyền nơi đâu lá đê bồng bềnh duyên kiếp mong manh bao ngày sau ngập mãi xuân xanh đường về hôm nay vắng tay mưa lạnh lùng qua mãi tranh sơ thạch lòng thương nhớ bơ vơ nhân thế ơi sao mà hờn từ lâu ấm thầm sống kiếp nghèo nàn bao cuộc tình bao lần gian dở trong tay bởi chẳng say nên người ta phụ mình thân phận nghèo nên lòng dám tranh chi ai là người ai không mơ cao mơ sang giàu đời danh quyền quý mà trời cho tôi chắc tay nên một đời cũng lấy chua cay nhìn đời con trên tóc tay bao cuộc tình mua bán trao tay mẹ trời thương thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo. Đây. Cũng đã tiến hành test cho quý vị nghe cái chất lượng âm thanh của dòng sản phẩm NT3033 phiên bản 2 bass 30 trang bị 2 loa chép. Phiên bản trước mắt quý vị đây có giá là 6.500.000 quý vị nha. Và quý vị nào có yêu thích mẫu sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với Nhật Audio qua số điện thoại là 0797 989 656 nha. Một trong những cái dòng loa di động công suất lớn tốt nhất trong tầm giá 6.500.000 luôn ha. Rồi cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video review tiếp theo. Bye bye.